Sáng ngày 9 tháng 5, tại Nhà văn hóa lao động khu công nghệ cao, Công đoàn viên chức thành phố tổ chức chương trình đối thoại tháng 5 với chủ đề Bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp và người lao động. Chủ trì hội nghị có đồng chí Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, đồng chí Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, đồng chí La Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố. Buổi đối thoại nhận được 14 ý kiến chia sẻ của các cán bộ công đoàn, người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội, trợ cấp thai sản, quy định về mức hưởng lương hưu, tăng thời gian để nhận hỗ trợ bảo hiểm tai nạn. Chia sẻ tại buổi đối thoại, đồng chí Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, mục tiêu cơ bản của bảo hiểm xã hội là giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động để họ có thu nhập ổn định hàng tháng. Nhưng khi người lao động có nhu cầu rút bảo hiểm xã hội một lần thì cơ quan bảo hiểm xã hội đều giải quyết. Tuy nhiên, người lao động cần cân nhắc không rút bảo hiểm xã hội một lần để tuổi già được đảm bảo an sinh xã hội. Dịp này, Công đoàn viên chức thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố ký kết về việc cập nhật bổ sung số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, hướng dẫn đăng ký và sử dụng ứng dụng VSSID cho người lao động tại khu công nghệ cao năm 2023.